Người ta thường nói nuôi mèo thì thích nhưng sợ nhất lông mèo. Cô gái đã dẹp tan nỗi sợ này bằng một điều đặc biệt. Cuộc sống đầy áp lực nên cô gái đã quyết định nuôi mèo để giảm stress. Tuy nhiên nuôi mèo thì sợ nhất là phải dọn lông mèo, nhất là khi các vị hoàng thượng đến mùa thay lông. Thế nhưng cô gái này chưa bao giờ phải đau đầu về việc đó. Thì ra bí kíp là nhờ đây. Có hai con mèo thôi mà mấy cái lọc không khí nó vậy nè. Nếu không có cái máy lọc không khí này thì cái lá phổi tôi sao trời. Đó, coi nè, coi cái máy lọc không khí nè. Đó, thấy ghê à. Đúng là chiếc máy tinh hoa hội tụ, hoàng thượng phải yêu. Mới hơn một tháng mà nhìn cái lớp lông đóng dày đặc trên máy lọc không khí mà sợ hãi ngang. Dày không khác gì miếng đệm lót xe mới kinh chứ. Không có chiếc máy lọc không khí này thì chắc cái phổi cũng cực lắm đây. Đúng là vị cứu tinh cho lá phổi của chị gái. Chiếc máy lọc không khí gánh còng lưng thế này thì cô gái vừa có thể thoải mái nuôi mèo mà không lo stress rồi. Khủng khiếp như thế này nè. Nếu mà cho nó vô thường xuyên thì chắc là kinh khủng nữa. Nhưng có mấy là không khí này là lắp phổi tôi nó lật rồi. Cơ mà mới hai vị hoàng thượng thôi mà chiếc máy lọc không khí đã đóng lớp màng dày đặc đến thế này rồi. Nuôi thêm vài em nữa chắc phải đầu tư chục cái máy lọc không khí quá. Nope. Nuôi mèo không stress, nhưng stress là vì tốn tiền mua máy lọc không khí đó nha. Màn review đã khiến cho nhiều dân cư mận cũng phải bịt mũi online và để lại bình luận như sau. Thế ý là máy hút được nhiều hay nuôi mèo bẩn? Đợt tôi nuôi con chó lông xù, nó cứ đòi vào phòng tôi ở. Phòng thì nhỏ, một năm ở chung, qua mùa nó thay lông xong là tôi nhập viện vì viêm phổi luôn. Phải về bắt thằng em giải tán ngay mấy con mèo mới được. Thích thì thích thật, nhưng lúc bệnh ai thấu. Bạn đã từng có trải nghiệm như chị gái này hay chưa? Hãy chia sẻ bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật sự thư giãn với Tin Việt 2 phút. Xin chào và hẹn gặp lại.